Xin chào. Lời đầu tiên xin chúc mọi người một vạn sự như ý và làm ăn phát tài. Để đáp lại sự yêu thích và chia sẻ của mọi người đã đăng ký xem kênh video của mình, hôm nay tôi xin ra mắt video mới với cách mạng học thuật từ những chiếc lá bài, để góp phần nào đó giúp mọi người chúng ta vào xem thư giãn giải trí, xả stress sau những giờ làm việc mệt nhọc đầy căng thẳng trước những áp lực công việc. Đồng thời trong phạm vi video này chúng ta sẽ học hành ngay một số mạng học thuật rất đơn giản, dễ làm, dễ thực hiện, để giúp chúng ta tự tin cho cuộc sống, dễ hòa nhập vào đám đông, trong các cuộc họp mặt bạn bè, trong các bữa tiệc cưới hỏi, sinh nhật cũng như các buổi liên quan, cũng như trong các buổi họp mặt gia đình, để giúp chúng ta tạo mối quan hệ gắn kết yêu thương, chia sẻ và hiểu biết nhau nhiều hơn, đúng không mọi người? Sau đây, để cho mọi người khỏi đợi chờ lâu, tôi xin biểu diễn các bạn học thuật từ những lá bài được ép thì được bắt đầu. Mười chuồng, mọi người đang mười chuồng, mọi người đó, mười chuồng tôi cho biến đó, nó bài là khác người đó. Đâm một cái thằng con đó, máu sẽ chảy ra, đúng không rồi đó, đó máu. Đó. Sau đây màn ảo thuật đầu tiên đó là biến những cái bài này thành những cái bài khác, mọi người xem cho người. Đây là lá ất cơ và lá ất cơ và lá đậm, mọi người đó, xin áo thuật biến thành lá khác, mọi biến lá khác, mọi người mười chuồng, mọi người đang mười chuồng, mọi người đó, mười chuồng tôi cho biến đó, nó bài là khác, mọi người đầm rô, đúng không mọi người đó, đầm rô mọi người đó, đó biến trở lại lá mười chuồng, đúng không mọi người đó, đó. Đó. Sau này là còn lá già chuồng này mọi người, nó lá già chuồng mọi người đó, lá già chuồng đó, biến một cái là lá ất cơ mọi người đó, đó mọi người biến một cái ra và già chuồng đó mọi người, không biến một cái ra ất cơ đúng mọi người. Sau đây là phần hướng dẫn mọi người chúng ta làm lá bài như vậy mọi người. Đầu tiên chúng ta dùng hai lá bài, một lá bài hình người, một lá bài hình số mọi người. Rồi phần chúng ta sẽ gỡ bỏ lá bài hình số ra, gỡ bỏ nó, ta xé này, bỏ hẳn ra, bỏ phần lưng bài đi mọi người đó. Còn lá bài thứ hai, lá bài hình số này chúng ta sẽ xé một nửa ra mọi người đó. Đó, chúng ta mới lột ra phần nửa ra cho gần mọi người đó. Rồi chúng ta dùng keo hai mặt để dán lên, chúng ta dùng keo hai mặt để dán lên. Ừ. Đó. Chúng ta gỡ cái hai mặt ra. Ừ. Ừ. Chúng ta dùng ra cái lá này. Ừ. Đây.
Đó, tôi biến vào đây nó sẽ ngâu thứ hai là bảo trực lựa bài đó. Trong một đồng bài này chúng ta lựa đỏ là đỏ, đen là đen mọi người. Bây giờ tôi đỏ ra đỏ rồi, bây giờ tôi lựa rô ra rô, cơ ra cơ mọi người. Rồi mọi người, rô mọi người, rô 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 rồi xuống xin hướng dẫn phần lựa bài trắng đỏ đỏ, đen ra đen và cơ cơ, rô rô mà tôi vừa bị diễn xong mọi người. Muốn lượt lựa bài như vậy chúng ta sẽ chọn một bài, chọn bài đó, chọn một lá bài, một lá bài đây, lá bài cơ đó, một lá đen đó, lá đen thì chúng ta không có, ta không có đánh dấu gì cả đúng không người, lá đen chúng ta không đánh dấu gì cả, lá đỏ thì chúng ta đánh dấu, là đánh dấu chấm dưới đèn hình đó, dấu chấm này mày đó, dấu chấm nè đó. Đó, khi chia bài chúng ta quay vào trong này chúng ta chia đó, này là đen không có dấu, không có gì hết đó, này đỏ này mọi người đúng không, có dấu chấm nè mọi người đó, mọi người thấy dấu chấm không đó, đó là đỏ đen thì làm như ta sẽ chọn làm một bài đó. Rồi đối với nhiều bài lá đối với bài cho khi ta đã chọn được bài đỏ đen rồi thì đối với những lá bài mà vừa rô vừa cơ, vừa rô cơ thì đối với bài cơ thì ta chỉ đánh dấu một dấu thôi mọi người, đánh một dấu dưới đây thôi, giống chung chút bài đỏ đó mọi người, đánh một dấu dưới đây thôi đúng không. Mà còn nói với bài đối với bài cơ, bài cơ thì đối với bài cơ chúng ta đánh thêm một dấu nữa mọi người, đánh hai dấu, ta đánh dấu đây rồi đánh dấu đây, thì khi bài chúng ta giấu vậy ta chia bài cho thấy dấu đây và dấu trong tay này nên ta không thấy được dấu mình ở ngoài đó đó đó, này là rô rô cho chị ta đi đánh dấu một dấu ấy thôi đó, đó đó. Khi ta chia thì ta chia sang ta nhìn đó là này là cơ, này là rô đó, tại mọi người đúng không, cơ rô đúng không đó, rô chỉ có một dấu đánh dấu nhỏ thôi, rồi cơ ta đánh dấu hai dấu, một dấu trong bàn tay chúng ta, một dấu ở dưới đây là dấu này, khi ta chia ta nằm cái dấu nằm ở đây nên mọi người không thấy được đúng không mọi người đó. Giờ tôi sẽ ảo thuật lại cho mọi người xem cái mẫu thuật này đỏ là đỏ, đen đen và cơ cơ rô rô đó.
mọi người. Đó, mình tôi đã lựa xong rồi mọi người. Đó, mình đó. Đây là toàn là đen không mọi người. Đây là đen không mọi người đó. Đó. Những cái đen chúng ta không đánh dấu gì, nhắc lại những cái đen không, ta không đánh dấu gì cả, thì kia chúng ta chỉ nhìn cái không nhìn và nhìn không có dấu hết, ta lấy chọn ra đen đúng rồi, đó là đen. Còn những bài đỏ ta đánh dấu rồi sẽ chia ra cho sẽ toàn là bài đỏ không rồi đúng rồi không đỏ đó đó. Xong đây vừa vào đỏ xong thì chúng ta bắt đầu chọn cái cơ rô rô đúng mọi người. Đó, giờ ta chọn tiếp cơ rô rô đúng mọi người. Đó nè, chọn nè đó. Đó là sẽ ra là rô không mọi người. Rô không đó. Đó. Rô tại vì ta đánh dấu có một dấu thôi, nhớ là ta đánh dấu có một dấu thôi rồi. Cơ thì cơ thì ta đánh hai dấu, một dấu ở trong lòng bàn tay chúng ta và một dấu ở dưới đây là cơ đó mọi người. Còn trường hợp chúng ta muốn lựa chuồng và bích thì chúng ta cũng đánh dấu luôn mọi người. Thì đối với những lá bích thì chúng ta không đánh dấu gì cả đúng rồi, lá bích không đánh dấu gì cả. Rồi lá chuồng chúng ta đánh dấu, tôi đánh dấu một dấu chấm ở chỗ này mọi người. Đó, mọi người thấy dấu chấm không? Đó, dấu chấm, dấu chấm đó mọi người, heo dấu mực đó, ngay trung tâm đó đó, đó. À, khi chúng ta lựa thì chúng ta sẽ lựa cơ bích cho cơ bích, chuồng chuồng chúng ta xào bài lên chúng ta lựa mọi người ạ. Đó đó, tôi lựa xem cho mọi người xem. Đó, mọi người đây là chuồng không mọi người. Đó, chuồng không mọi người đó. Đây, bích không mọi người. Tôi cố gắng hướng dẫn kỹ và chậm để cho tất cả mọi người chúng ta ai cũng có thể làm được sau khi xem video này, để chúng ta lặn thêm một bài làm tủ bối trong các đám đông, trong các những bữa họp mặt bạn bè, chúng ta làm cho bạn bè chúng ta là thán phục và rất ngạc nhiên sao chúng ta giỏi thế đúng người. Xin chào, sau đây là tiếp mục chuyển lá bài từ bên ngoài này vào trong bì thư mọi người. Để tiếp tục chuyển lá bài vào trong bì thư đó, chúng ta cần những lá bài mình sẽ chọn một lá mọi người đó, chúng sẽ chọn một lá bài lá nào là cũng được, tí chọn lá này mọi người đó. Đây, chọn cái một bộ bì thư, một bì thư mọi người đó, bì thư này bị xong mọi người đó. Đó. Để đây ta dùng cộng như thun, nó cùng cộng như thun mọi người, ta cột lại đi cái bài này đó. Dùng keo làm dấu mà mọi người, ta làm dấu mà mọi người là con bốn bích đúng mọi người đó. Rồi đây là con thư không mọi người đó, đã chuyển vào đây xào mọi người. Con thư không mọi người, gửi keo hai mặt dán vào, cắt ra.
theo rồi. Sau đây tôi xin phép hướng dẫn mọi người làm vào ảo thuật này. Đầu tiên chúng ta chọn những lá bài, rồi chọn hai lá bài giống nhau mọi người đó, hai lá bài giống nhau đó. Tất cả những lá bài này đều là có những lá bài giống nhau như vậy hết đó, tất cả mọi người. Và tất cả này đều bỏ trong con thư hết mọi người, tất cả bỏ trong con thư hết đó, con thư hết tất cả bao lá này, bao nhiêu lá ngoài này thì bao nhiêu lá trong bao thư, mà lá thì bảy 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 giống nhau mọi người đó. Đúng rồi, rồi trên lá bài, chúng ta sẽ làm dấu mọi người, dấu chấm mọi người, thấy dấu chấm mọi người đó. Ta đếm 1 2 3 4 này, số 4 thì ta chấm ngay số 4 cái dấu chấm mọi người. Tôi dám làm cho mọi người xem. Đó, ngay số 4 ngon đúng không, còn số 4 đó. Rồi cái bao thư, còn cái bao thư thì chúng ta làm cho bài bao thư, làm bao thư chúng tôi làm hai mặt, hai ngăn mọi người ha, hai ngăn này mọi người, ngăn này một ngăn, ngăn này là hai ngăn, bao thư chúng ta làm hai ngăn mọi người. Mời chúng ta bỏ lá bài vào, và chúng ta sẽ ký hiệu, ở dưới đây này, bốn bích là bốn bờ mọi người đó, 4B là 4 bích đó. Thì tạo thực thì chúng ta sẽ dán keo hai mặt vào mọi người hả, rồi mình dán cộng thu đi vào mọi người đó. Khi chúng ta cắt này ra thì chúng ta sẽ đi bỏ vào lá bài, chúng ta xào đi, thì lá bài chúng ta biến, vào thì khi lá bài chúng ta mở ra thì lá bài 4 bích đúng không mọi người, 4 bích mọi người đó. Là bằng hương, bằng và ảo thuật bằng bài biến lá bài vào trong bao thư. Như đây là hết rồi mọi người. Tất cả các bao thư chúng ta đều có ký hiệu hết mọi người. Thì chữ R và chữ C là già cơ mọi người nè. Mọi người đó, chữ R là chữ C là già cơ mọi người đúng không, tất cả đều làm dấu hết. Chữ 6, này là ngoài 6 rô, 6 R, 6 R là 6 rô đúng rồi nè, đó 6 R, rô đó. Còn 6 nó đã nằm trong đây sẵn rồi mọi người ạ, 6 nó nằm sẵn đây rồi, mình chỉ cắt ra mình lấy ra thôi mọi người. Sau đây để thay đổi bầu không khí các màn ảo thuật trước, bây giờ màn ảo thuật này xin mời mọi người khán giả cùng hợp tác với mình nha. Xin mọi người hãy hướng dẫn mình, chỉ mình tìm những chiếc lá bài mặc định sẵn trên đây đó mọi người. Lá gì, lá 3, lá 6, lá 4 và lá 8. Mớ bài được trong tay tôi là, những lá này, nhờ mọi người hướng dẫn và chỉ cho mình nha. Đầu tiên là mình lá gì, đây là lá gì mọi người, lá này thì bỏ đi đúng rồi mọi người, cảm ơn cô ông sao tím nha. Đây là lá này là bỏ đây phong con người, cảm ơn anh áo hồng nha. Lá này bỏ đây đúng mọi người, cảm ơn chị áo cam nha. Lá này bỏ đây mọi người, cảm ơn em bé nha. Lá này bỏ đây mọi người, cảm ơn mọi người nha. Lá này bỏ đây mọi người đó. Mọi người hướng dẫn cho mình, chỉ mình kỹ càng để mình bỏ đúng vị trí cho mọi người, tại mình không biết bài nào hết, để sau khi soạn lá ra bài ra cho thật là đúng vị trí đó mọi người đó. Lá này bỏ, cũng bỏ đây phải không em đó. Cảm ơn em nha. Lá này bỏ phải không cô áo hồng, cảm ơn cô áo hồng nha. Lá này bỏ trong chỗ này phải không em, cảm ơn em nha. Lá này bỏ ở đâu em, cảm ơn nha. Lá này bỏ đâu anh, đây, đó. Lá này bỏ đâu anh,
Đây đúng rồi người đó, chúng ta đã bỏ cái lá bài đã xong các lá bài rồi, bây giờ chúng ta dở ra coi đúng hay không nhờ, đỡ mà nhờ mọi người hướng dẫn mình dở xem ra coi đúng hay không nha mọi người. Mà đầu tiên thì chúng ta sẽ dở ra nhưng mà chưa dở được đâu, chúng ta phải dở từ từ đúng không mọi người, ta là xếp lại rồi mới dở ra để cho chính xác hơn đúng không mọi người. Thì nhờ cảm ơn mọi người đã hợp tác và chỉ mình làm những sắp xếp những cái bài rất là đúng, rồi tin mình rất tin tưởng mọi người, cho nên mình sắp lại mình xếp bài ra để cho mọi người xem có đúng hay không mọi người đó. Từ giờ mọi người đã hướng dẫn mình rồi thì mình phải tin mọi người thôi đúng không mọi người. Bây giờ bắt đầu mình xếp lại nha mọi người đó, mình xếp lại xếp một bài mọi người đó. Đó mình xếp nhanh lên để cho mọi người xem để mất thời còn không mất thời gian mọi người nha. Đó. Rồi giờ mời mời cô áo hồng mở giùm mình cái tụng này nha, đúng không, đúng bốn con gì đúng không mọi người. Mời em bé quạt khăn đỏ mà mở chú cái bài này nha. Ồ, ba là ba đúng không. Mời anh áo xanh mở mình giùm nó cái này như mình ha, đúng không mọi người. Đó mời bác lớn tuổi đeo kính xem hơi chỉ cho cháu này nha, đúng không mọi người, rất là hay đó. Còn lá cuối cùng thì mình dở đi ha. Đó ôi da đó mọi người, rất là dễ rất là đúng luôn rồi đó. Và ảo thuật ngay là kết thúc, cũng nhờ mọi người hướng dẫn tôi xin biểu diễn kiếp màn ảo thuật lựa bài đã định mặc định sẵn. Đây sau đây có năm lá bài đã mặc định sẵn trên trên đây. Tôi sẽ xin lựa cho năm lá bài giống như vậy mọi người đó. Đó đó giờ đó sẽ sắp bài ra, tôi sẽ lựa năm lá bài giống như năm lá bài mặc định trên trên màn hình nha mọi người đó. Đó rồi sẽ lựa ngẫu nhiên năm lá hình bài ngẫu nhiên trong trong đây sẽ ra năm lá bài ở đây nha mọi người. Đó giờ tôi lựa ngẫu nhiên thôi mọi người ha. Đó lựa một bài ngẫu nhiên. Đó, lựa ngẫu nhiên thôi. Đó. Đó, lựa ngẫu nhiên năm lá bài. Đó, giờ tôi đã kiếm dở ra có đúng lá bài không mọi người. Đó. Tôi sẽ đảo, tôi lựa ra năm lá bài cho năm trên đây rồi, tôi sẽ đảo, đảo qua đảo lại sẽ tìm ra được năm lá bài chứ chúng như năm lá bài nhà như nhà rô đây, tôi sẽ kiếm đúng năm nhà rô, đó, 10 bích thì sẽ kiếm đúng 10 bích, mọi người. Bây giờ tôi sẽ đảo bài, đó, đảo cái này qua cái này, người, đảo cái này qua cái này, đó, đó, cái này qua cái này, mọi người, cái này qua cái này, nhưng đảo cái này qua cái này. Đảo này quán này, đảo này quán này, đảo này đó mọi người. Đó xong người ta mình sẽ dở thử xem có đúng không mọi người. Đây giả rô mọi người, đó giả rô đây là 7 bích mọi người. Đó xong trong bích chịu đảo qua đảo lại đâu qua đâu lại rồi đã đúng gương bài của ta là mình sẽ đọc chọn đúng không, mọi người. Thì đây là đầm cơ mọi người, đó đầm cơ. Đó đây là giả rô, đương nhiên này là phải là 10 bích đó mọi người, 10 bích đâu người. Đó mà ảo thuật này đã hoàn thành hoàn tất. Sau đây tôi hướng dẫn mọi người làm ảo thuật này mọi người. Sẽ ra sắp cái bài lại sắp ra. Ta sẽ chờ để lá rô để đúng thì vị trí của nó. Thứ đầu tiên ta để đúng tất cả các lá bài đúng vị trí của nó mọi người. Đó và chúng ta sẽ đảo. Ta đảo trước khi ta sắp mọi người, đảo trước khi sắp là một đặt chuyển qua năm, ta phải nhớ một qua năm đó, một qua năm. Bây giờ là một, một là già rô nhưng mà hình là năm là ắt cơ ắt rô đúng không. Rồi hai qua bốn mọi người đó, hai qua bốn. Số ba thì giữ nguyên, đó là 10 bích giữ nguyên mọi người đó.
trong quá trình làm bài đảo bài chúng lật đảo nhiều nhiều cách khác, nhưng mà tôi đảo một cách ngẫu nhiên này cho để cho mọi người dễ nhớ thôi mọi người đó. Rồi chúng ta bắt đầu lấy điểm lấy này là một đó này thì phải năm cái này 1 2 3 4 5 đến đây 6 đúng rồi, là 1 nè đó, 2 1 nè, 2 3 4 5 5 lá 6 và lấy lá này, lá con ra cho nó lá này đúng rồi đó. Bắt đầu tiếp nè, 1 2 3 4 5 lá 6 thì bạn lấy lá này đúng rồi, 1 2 3 4 5 là phải lấy lá này đúng không người đó, 1 2 3 4 5 lá 6 và lấy lá này đúng không người đó. Và bài chúng ta sắp sẵn rồi, giờ chúng ta chỉ gãy ra thôi đúng không người. Rồi xin sẽ diễn lại cho mọi người xem nha. Đó, nó ta xếp nhanh lên đúng không người ha. Đó, bây giờ đã bài đây chúng ta đã ship lại rồi, chúng ta sẽ dở ra cho xem trước mọi người. Bắt đầu đồng ta lấy nè, đây là chúng ta chuyển 1 qua 5 giờ ta đổi qua 5 qua 1 đúng không, ta chọn trước đi, ta chọn xong đó, đó. Rồi ta chọn này là đó, đó. Rồi số 2 qua 4 thì trên đây ta chọn trước đi và chúng ta sẽ làm đó rồi này sẽ đó đó. Hàng nào hàng 1 thì nó sẽ lá nằm lá nhất, hàng 2 sẽ nằm lá 2, hàng 3 sẽ nằm lá 3, và hàng 4 sẽ nằm lá 4, và hàng 5 sẽ nằm lá 5. Cho nên là lấy ngẫu nhiên, lấy đủ thứ để cho mọi người không biết được chúng ta lấy theo thứ tự đó đúng không người. Lấy 1 trước là 3, rồi lá 5 rồi là 2 nên đó ta lấy ngẫu nhiên đó. Rồi thực tế bây giờ lá bà chưa đúng mọi người đó, hiện giờ vẫn là astro, từ giờ này đã đổi mà 1 qua 5 thì 2 và 4 3 giữ nguyên đó, nhờ 1 của 5 thôi đúng là 1 này đúng không, 5 này đúng không đó, mà chuyển chạy giờ phải trả lại đó, giờ ta phải đảo bài lại rồi đó, đảo bài lại đó mọi người, đảo lại nó mới đúng là già già rô và già già là ách rô là 5 đúng rồi đó. 2 và 4 bây giờ phải trả 4 là 2, 2 là 4 đúng không người, nhưng mà ta không làm vậy mà ta là chuyển là 2 qua 3 đúng không, 2 qua 3 đúng không người. Rồi 3 qua 4, 4 trở lại là 2 đúng không, rồi này là 3 trở lại 4 trở lại là 3 đúng không mọi người đó, sẽ dở là đúng sang đúng rồi đó, là 7 bích đúng rồi đó, đây là 10 bích đó, đây là đồng rô đó. Người ta hướng dẫn bài đã ảo thuật và hướng dẫn xong cái màn ảo thuật lựa bài mặc định trên bàn 5 lá có sẵn. Nếu ta có điều kiện quen ta biết như là nhiều hơn thì ta sẽ được 5-10 lá, 20 lá vân vân đó. Và trong chương trình hôm phẩm video hôm nay tôi chỉ làm 5 lá thôi cho mọi người xem mọi người. Sau đây để tiếp tục chương trình ảo thuật hôm nay, tôi xin biểu diễn tiếp tiết mục là dùng một lá bài để chiếc ly lên chiếc lá bài, dùng ly lên trên một chiếc lá bài thôi mọi người, một lá bài một con người đó, và rót nước vào, còn đừng ly lên và chúng ta rót nước vào để mời khách uống nước đúng không người. Cái trò này chúng ta có thể áp dụng đối với trường hợp đưa khách đến nhà chơi, chúng ta cũng làm như vậy để cho gây ấn tượng cho khách, cho bạn bè trong những lúc gặp mặt đúng mọi người đó. Sau đây thì chúng ta sẽ đặt cái ly lên trên cái đặt cái ly này lên trên lá bài mọi người đó, chúng ta đặt khéo nhẹ nhẹ đó đó, đây đó mọi người đó, cái ly đây đứng trên cái lá bài đúng rồi đó. Sau đó ta sẽ rót nước vào mọi người, ta rót nước vào đó mọi người đó, rất là gì kho rất là hay đúng không người. Sau đây tôi xin hướng dẫn mọi người cái phần lá bài để được cái ly nước lên trên lá bài này đó mọi người đó, để ly nước lên lá bài này mọi người đó đó. Rất đơn dễ làm, chúng ta thực hiện như sau. Chúng ta sẽ dùng hai lá bài mọi người, dùng hai lá bài hình người này đó,
chúng ta sẽ lột hẳn ra một nửa cái ấy người đó, khi ta dở ra thì lá bài người đó người đó lột đó. Đó lá bài cứ tiếp đến là lá bài này ta sẽ lá bài này ta sẽ lột bỏ hết luôn mọi người, lột bỏ hết luôn, ta lấy cái mặt dưới mặt lưng của lá bài thôi. Tại sao chúng ta lấy mặt lưng lá bài mà chúng ta không lấy ra mặt hình lá bài? Thì mặt lưng lá bài nó cứng thì giúp chúng ta giữ vững cái ly hơn, đúng không người? Đó, và chúng ta sẽ dùng cây hai mặt cho cô dán hai cái này lại với nhau, đó mọi người. À, dùng keo hai mặt này cô dán lại. Ta dùng keo hai mặt chúng ta dán cái hình này lại thì nó sẽ ra cái hình này mọi người. Rồi chúng ta sẽ dán cái hình này lại. Giờ chúng ta đã có hình đó mọi người, đó đúng rồi nè, đó nó có cái hình này mọi người, đó đúng không người? Đó nó giờ tao thì để cái ly nước thôi đó mọi người, rồi tao cắt gọn lại cho nó đẹp mọi người, nó cắt gọn lại đó. Giờ ta có đã có cái này rồi mọi người, đó đó này 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 mọi người, đó giờ ta chỉ đặt ly thôi. Khi biểu diễn chúng ta cái dấu cái mặt lưng lại, ta đưa cái hình người ra đó, khi ta đặt ly nước lên, khi đặt ly nước lên thì chúng ta sẽ sửa này lại mọi người, đó sửa hình là hình tam giác mọi người, đó đúng rồi. À, đi nước thì đứng, chứ còn nếu chúng ta để đi nước sẽ ngã ngay mọi người, đó chúng ta phải nó dày đó. Đó, đi nước sẽ đứng ngay mọi người. Đó phần biểu diễn ông thuật và hướng dẫn mọi người làm ly nước đứng trên lá bài đã hoàn thành. Rất mong mọi người chúng ta sử dụng cái màn ảo thuật này để khi bạn bè đến chơi chúng ta tiếp khách bạn bè, mà khi rót nước vào giữa bạn bè chúng ta nhớ giấu cái mặt này là bên hướng chúng ta và để cái mặt hình bên bạn bè nhìn thôi mọi người, bạn bè sẽ ngạc nhiên đúng không người. Sau đây tiết mục sau đây tiết mục đâm lá bài vào lũng tay, đâm nó vào lũng tay mọi người, đâm nó vào lũng tay này, lá bài rất cứng mọi người, cứng mọi người, nó sẽ đâm vào đúng cái tay chúng ta, xong rồi đó, đó. Mình sẽ nhỏ tục mọi người xem nè, đâm nha mọi người, thấy không? Người đâm một cái thằng con nó máu sẽ chảy ra đúng không rồi, đó máu đó bài đâm nè, nó chảy máu mọi người, thấy không? Rất là đau, ui da, rất đau mọi người ạ, chảy máu rồi, đó. Đó, đây là màn ảo thuật đâm tay chảy máu, đâm bài xiên vào trong tay, thầu thủng tay và chảy máu, đó mọi người. Để làm được cái bút này thì mọi người chúng ta, tôi xin sẽ hướng dẫn mọi người làm cái tiết mục này, mọi người, đối với các em nhỏ. Chúng ta chưa biết làm, chúng ta nên nhìn kỹ và làm, đừng có bắt chước làm rồi sẽ rất là đau người, thì lá bài rất là cứng không em bé, đó mọi người xem đó, thực tế là người đó không gì cả, đó không có lành mọi người, rất là lành mọi người, đó mọi người làm không có gì cả. Để làm được lá bài này mọi người thì chúng ta phải có một cái bí quyết nhỏ, đó là chúng ta dùng một lá bài
mọi người dùng cái bài chúng ta sẽ lột cái bài ra, mọi người lột cái bài ra đó, lột cái bài ra rồi để có được những giọt máu chảy thì chúng ta phải có đây này mọi người. Lá bài này chúng ta lột ra rồi chúng ta dùng keo hay mặt cho dán vào mọi người, chúng ta dán vào và chúng ta sẽ dùng kéo chúng ta cắt cắt cái mặt đáy của lá bài, mọi người, vì mặt đáy lá bài rất là cứng, chúng ta đâm không thể nào đụng tay, chúng ta luôn chứ không phải thực tế giỡn được đó, nên chúng ta phải cắt này gần nước thôi mọi người, cắt gần nước thôi mọi người, rồi chúng ta sẽ lột cái keo dán keo chống hai mặt ra người, keo hai mặt ra rồi chúng ta dán cái lại đó. Khi này cho lúc này lá bài chúng ta rất là mềm mọi người, rất là mềm tại vì chúng ta đã cắt cái mặt đáy của lá bài rồi đó này người, có lần cắt này người đó không đó. Đó khi đâm vào lá bài sẽ cụp xuống luôn mọi người đó, còn lá bài chúng ta chưa cắt cong, nó cong cong luôn nè, nó đâm xuống nó cong nè, nó cong hay mọi không đó, mà lá bài này chúng ta là đâm xuống nè, đâm xuống nó cụp xuống luôn người, quay lại người xem đâm xuống nó cụp xuống luôn mọi không đó, không người hay nhớ đúng không đó. Còn nếu chúng ta không lấy thì lá bài chúng ta đâm nó cong qua cong lại mọi đó đó đó, chúng ta cắt cái mặt dưới này thì rất nó nặng mềm rồi đó người, rất mềm đó. Để làm sao có dòng máu chảy, để làm sao dòng máu chảy thì chúng ta sử dụng cái miếng mốt này đó, cắt một miếng mọi, cắt một miếng mốt này mọi người, rồi dùng keo hai mặt cái dán mọi người, keo hai mặt cái dán vào cắt đi rồi, rồi tay dùng tay gỡ ra rồi mặt ra thì giờ nghe dán bằng ngón tay này mọi người, dán gần ngón tay này, dán đây gần ngón tay này đó mọi người đó, thì cho cần thì ai bị dễ ta cúp ngón tay này đâu thấy đâu mọi người không đó, người ta quay mới thấy đâu đó, ở đây đó người ta đem đây nghiêng là thấy nè không đó đây đó, khi cầm các bạn ta cầm dày đâm xuống đúng không, để có dòng máu chảy, để có một dòng máu chảy chảy ra thì chúng ta phải tiến hành là dùng thuốc đỏ mọi người, dùng chai thuốc đỏ này mọi người đó, chúng ta châm vào, chúng ta chế vào, chế từ từ, chúng ta chế từ từ cho nó thấm vào mọi người, để nên có nhiều lên khi ta đâm là nó máu sẽ chảy ra đó. Đó. Bây giờ tôi xin biểu diễn lại cho mọi người xem nha. Đó, lá bài chúng ta làm cắt sẵn rồi đó, rồi chúng ta đã có máu sẵn rồi, máu giả sẵn rồi thì chúng ta tiến hành đó mọi người, chúng ta kẹp chúng ta dày người, chúng ta kẹp này đó, chúng ta để ở đây người đó. Đâm một cái thằng con nó máu sẽ chảy ra đúng không rồi đó, nó máu chảy ra đúng rồi, rồi chúng ta kéo tay lên, chúng ta kéo tay lên đúng rồi đó, máu sẽ chảy ra thấy không đó, không phải giống như thiệt đúng mọi người, ớn quá ai da mình cho mình đau lên, ôi da đau quá, ôi đau quá đúng mọi người đó, rất là hay mọi người đó, và thực tế là không có gì hết, không có gì hết trong chưa không có đau gì hết đúng mọi người. Qua video này các em nhỏ có làm thì cố gắng nhìn xem kỹ video của mình để không làm ảnh hưởng đến thân thể mình nha mọi người, các em bé bé nhỏ mặn từ chúng ta đã hết rồi, xin cảm ơn mọi người. Tóm lại các bạn học thuật từ những chiếc lá bài đã rất là đơn giản, dễ làm, dễ thực hiện và rất vui nhộn đúng không mọi người, đồng thời qua các bạn học thuật từ những chiếc lá bài giúp chúng ta xua tan đi những thành kiến, những điều không tốt, thì những lá bài do chúng ta sử dụng chúng vào các mục đích tiêu khiển đỏ đen, sát phạt nhau đã gây khổ lụy biết bao nhiêu người trong mỗi gia đình cũng như ngoài xã hội. Đồng thời, qua các bạn học thuật từ những chiếc lá bài giúp chúng ta biến đổi từ những chiếc bài vô dụng, vô nghĩa thành những vật dụng kết cho đời. Cho nên, các nhà học thuật gia nổi tiếng trong nước cũng như trên thế giới nói chung và bản thân tôi nói riêng
Thường hay sử dụng những chiếc lá bài này để làm các trò ảo thuật vui tươi nhộn nhịp và hào hứng, tạo thêm nhiều phong phú và tạo thêm nhiều niềm vui mới cho cuộc đời, đúng không mọi người? Đồng thời qua phạm vi video này, nếu mọi người thấy hay, thích thì mọi người hãy like và đăng ký chia sẻ cho những người khác cùng xem. Nếu thích xem kênh video của mình thì mọi người hãy đăng ký vào vừa bấm vào đăng ký xem ở dưới video này và bấm vào biểu tượng hình chuông để khi có những video mới cập nhật mọi người sẽ vào xem chúng ta để công tìm kiếm. Và một lần nữa, trước khi chia tay mọi người, tôi không có gì hơn xin kính chúc tất cả mọi người chúng ta lời chúc dồi dào sức khỏe, hạnh phúc thành đạt và vạn sự như ý, thắng lợi thành công trong tất cả mọi vấn đề về phương diện của cuộc sống và cuộc đời. Và hẹn gặp lại mọi người trong một video mới tiếp theo, đó là các màn ảo thuật hài kịch tiếp khách đến nhà chơi. Vậy tiếp khách đến nhà chơi bằng các màn ảo thuật như thế nào để tỏ lòng hiếu khách, để sự quan tâm chú ý của khách và tạo niềm vui cho khách, thì xin mọi người hãy đón xem video tiếp theo của mình nhé. Và sau cùng không có gì hơn, một lần nữa cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người chúng ta đã xem video của mình và xin gửi lời tạm biệt và xin hẹn mọi người một thời gian sớm nhất nha.